với sự bùng nổ nhanh chóng của live stream, nhóm chương trình đặc biệt mở cửa sổ live stream, nhận xét và truyền đạt một số kiến thức pháp lý của khách mời và người dẫn chương trình. Chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau. Tôi là Quảng Toàn của các bạn. Chào mọi người, tôi là khách mời đặc biệt. Đoàn Dư, tôi thấy cư dân mạng nói rằng lần này Tô Thần sẽ cúp máy. Đội hình nhóm chuyên gia sáng đến mức không thể mở mắt được. Không biết cảnh sát đoàn nghĩ gì về hành động của Tô Thần lần này, loại bỏ 2 người, chào đón 3 người, có phải là tính toán sai lầm không? Chính là phong cách này, thầy Quảng Toàn, tôi nhớ anh rất nhiều. Đội ngũ chuyên gia lần này rõ ràng đây là muốn dùng thực lực tuyệt đối nghiền nát Tô Thần. Cả hai bên đều không ở cùng một mức độ. Nói đúng, tôi nghi ngờ lần này là nhóm đạo diễn sợ Tô Thần chạy quá lâu sẽ xảy ra chuyện, cho nên đã thực hiện một câu máy siêu phàm, cố gắng kết thúc trận đấu trong thời gian ngắn. Phiên này cư dân mạng nhìn người thật chính xác. Mọi người hãy nghĩ tới, Tô Thần là một người rất thông minh, một người tấn công tính toán. Lúc hắn phạm tội, lẽ nào không nghĩ ra hậu quả sao? Vậy sĩ quan Đoàn, anh nghĩ mục đích của Tô Thần là? Tôi đoán, có lẽ anh chàng này nghĩ rằng trang bị của nhóm chuyên gia là không đủ, buộc nhóm chương trình để nhiều người giỏi hơn tham gia. Nói cách khác, anh chàng Tô Thần này đang chủ động tìm kiếm đối thủ mạnh. Hy vọng những người lợi hại hơn tôi có thể giúp chúng tôi bắt được Tô Thần. Hóa ra là do một mình hắn làm. Làm thế nào Tô Thần có thể sử dụng chênh lệch múi giờ và khoảng trống, trong khi đối phó với nhóm chuyên gia một bên phạm tội, một bậc thầy về quản lý thời gian? Tô Thần đã bỏ trốn và đối mặt với cuộc săn lùng phía sau. Ba nhân viên điều tra tội phạm hàng đầu đều cảm thấy bất lực. Chúng ta dùng chó cảnh sát, mùi cũng là một trong những dấu vết quan trọng ở hiện trường. Chúng ta sử dụng khứu giác của chó để xác định mùi của Tô Thần. Kết hợp với hệ thống nhận dạng Scanet, chúng ta có thể tìm thấy dấu vết chính xác của Tô Thần. Làm phiền sĩ quan Vương. Người, nhận được lệnh. Ba con chó cảnh sát lao ra như tên bắn, nhưng chỉ là người một trước chỗ Tô Thần ngồi, lập tức phát ra một tiếng thút thít, rồi nhảy đi, thậm chí còn dùng chân trước che mũi. Có vấn đề? Đương nhiên có vấn đề. Tô Thần không ngu đến mức không xử lý mùi của chính mình. Cô là Usugiminga. Trải nghiệm của Usugiminga có thể được mô tả như một thần đồng. Hắn từ 13 tuổi đã ra mắt 3 năm. Trong thời gian 3 năm, đã phá hơn 10 vụ án lớn tại sở cảnh sát Sakuzu Quốc. Chào các vị tiền bối. Taniwini Sasanet. Đây là một chất hữu cơ thơm. Đối với con người đó chỉ là một mùi hương thoang thoảng. Nhưng đối với những con chó có khứu giác nhạy cảm, đây chính là sát thủ khứu giác. Một khi hít quá nhiều, có thể khiến chó mất khứu giác trong thời gian ngắn. Đối thủ đúng là một kỳ tài phi thường. Kỳ tài phi thường, hẳn là xảo quyệt phải không? Hóa ra mùi thơm trên người Tô Thần là vì mục đích này. Xem ra sau này, chiêu chó cảnh sát này không dùng được nữa. Thiên Vương Quế Địa Hổ, Bảo Tháp Trấn Hạ Yêu. Sao lại đỏ mặt thế? Tôi đang lo không tìm được vợ. Sao lại vàng rồi? Kết hôn với một con hổ cái khiến tôi sợ. Lạc Lão Đệ, Đại Thạch. Lạc Lão Đệ, không ngờ chúng ta còn có thể gặp nhau ở đây. Tôi tưởng anh đã ở văn phòng của anh trai anh cả đời rồi. Đại Thạch, không giấu gì anh, lần này gặp lại, tôi cảm giác như đã qua mấy thế kỷ rồi. Tại sao tôi phải hợp tác với những người lớn trẻ con này? Đàn ông đến chết là thiếu niên. Anh còn biết tiếng Sakuza Quốc nữa. Trước đây thì không. Tôi mới vừa học trên tàu được 2 tiếng, bây giờ có thể nói chuyện thành thạo. Lạc Lão Đệ, nói xem, chân của cậu có chuyện gì vậy? Sao lại ngồi trên xe lăn? Tê liệt. Không phải không phải. Đại Thạch, chỉ để tôi không phải đi bộ, tiết kiệm sức, còn không mệt. Không hổ là anh. Hảo Gia Hòa, còn có ai mạnh hơn thế này không? Scanet, nhận dạng thông tin khuôn mặt của Tô Thần, tìm kiếm trên toàn thành phố. Đang chỉ vấn mục tiêu, nghi ngờ lái xe, hình ảnh bị mờ. Tìm thấy tổng cộng 11.283 mục tiêu tương tự. Hơn 10.000 mục tiêu, sĩ quan Vương, anh sẽ mất bao lâu để phân biệt những hình ảnh này? Độ khó phân biệt hình ảnh mờ và hình ảnh rõ ràng không phải là cùng cấp độ. Ít nhất phải hơn 3 tiếng. Chúng ta không thể lãng phí nhiều thời gian như vậy. Như vậy, nhóm chuyên gia của chúng ta hiện có 6 người. Mọi người cùng nhau quyết định, nói không chừng. Chờ một chút. Xin lỗi, đã làm gián đoạn. Suy nghĩ của anh, không đúng. Sĩ quan Thạch, nói thế nào? Ngày xưa khi chúng ta chiến tranh, mọi người nói về chiến thuật, chưa bao giờ nói chúng ta nên làm gì, mà luôn là nói đối phương sẽ như thế nào, chúng ta nên đối phó như thế nào. Đặt trên thám tử cũng giống nhau, các anh luôn đặt mình vào vị trí của kẻ săn đuổi, nhưng chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của Tô Thần để suy nghĩ. Các vị nói, Tô Thần rõ ràng đã phá một vụ án lớn chưa được giải quyết, cũng hoàn hảo cho nhóm chuyên gia một lần. Màn trình diễn của anh ấy thật hoàn hảo, nhưng hắn lại chọn tiếp tục chạy trốn. Tại sao? Bởi vì kỳ vọng của hắn vẫn chưa được đáp ứng. Hắn có ham muốn của riêng mình, một người không có bất kỳ khát vọng nào cho tương lai sẽ không chọn chạy trốn. Một người cảm thấy mình có nhiều việc quan trọng hơn để làm, sẽ chọn cách chạy trốn. Đúng. Nếu anh biết mục đích của Tô Thần, có thể xác định tuyến đường của hắn. Sĩ quan Bạch, tôi nhớ, Tô Thần đã gọi điện thoại cho cô. Anh ta hỏi tôi liệu cô gái bị bắt có phải có vết sẹo trên cổ không. Đến điểm rồi. Lúc đó Tô Thần vẫn chưa bị lộ, nhưng hắn tự hiểu, hắn đã là một kẻ chạy trốn sắp chạy trốn và một tù nhân sắp chạy trốn. Nói một cách logic, sẽ không mạo hiểm gọi cho các chuyên gia, trừ khi anh ta cần phải biết điều đó. Mục đích của anh ta nhất định có liên quan đến vết sẹo kia. Các vị, không vấn đề gì chứ? Vết sẹo, cắt cổ. Vết thương này rất giống vụ án Bạch Kim. Tìm được rồi, vụ án Bạch Kim, vụ án bí mật đứng đầu Long Quốc. Tôi đã ghi chú trước đó. Thực sự có một số nghi ngờ về vụ án Bạch Kim, chẳng hạn như sau khi hung thủ giết 4 cô gái, không tiếp tục tấn công, tại sao anh ta dừng lại? Tôi nhận thấy một chi tiết, có một phỏng đoán. Sau khi nạn nhân thứ tư xuất hiện, một vài ngày sau, có báo cáo rằng có một cô gái được đưa đến bệnh viện vì vết dao trên cổ. Tôi nghĩ đây là nạn nhân thứ năm. Hắn không giết thành công. Vậy nạn nhân thứ năm này chính là Triệu Tiểu Nguyệt. Mau, đi tìm cảnh sát phụ trách điều tra quan hệ xã hội của Triệu Tiểu Nguyệt, hỏi xem có kết quả gì. Hãy tập trung hỏi cô ta có liên quan gì đến vụ án Bạch Kim. Thông tin vừa nhận được cho thấy, trên thực tế, Triệu Tiểu Nguyệt chính là nạn nhân may mắn trốn thoát thứ năm của vụ án Bạch Kim năm đó.
Hóa ra Tô Thần đã sớm lý luận ra thông tin này rồi. Sau đó, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Tô Thần sớm đã biết mối quan hệ giữa Triệu Tiểu Nguyệt và vụ án Bạch Kim. Hắn muốn điều tra vụ án Bạch Kim. Vì vậy, chúng ta nên tập trung vào con đường từ thành phố Kim Lăng đến thành phố Bạch Kim và các nơi của biên giới. Đây là nơi phải qua của Tô Thần, thu hẹp phạm vi nhận dạng xuống phía nam thành phố Kim Lăng đến biên giới với thành phố Bạch Kim. Đang điều chỉnh, tìm thấy 1127 mục tiêu tương tự. Chúng ta chỉ mất chưa đầy 20 phút, giảm từ hơn 10.000 xuống còn hơn 1.000. Lão đệ, bao lâu thì có thể xử lý được? Cho tôi một con số gần đúng, tối đa 20 phút. Được. Sĩ quan Thạch, anh đang làm gì vậy? Mọi chuyện đã nói hết rồi. Làm đối thủ với Tô Thần là một việc rất tốn chất xám. Không nghỉ ngơi xong làm sao được? Bây giờ là 3 giờ sáng lão đệ à. Lý luận chúng ta kết thúc rồi. Tôi sẽ không tham gia phần còn lại. Các anh cử người phong tỏa biên giới ở thành phố Bạch Kim trước, sau đó theo dấu vết của Tô Thần. Tệ nhất chúng ta thay phiên nhau. Xa luân chiến, mệt chết hắn. Lai sờ chim đi ngủ, chúng tôi vẫn chưa ngủ. Sao anh lại ngủ trước? Tôi nghĩ những gì anh ấy nói rất có lý. Quả thực, loại đối đầu đốt não này phải giữ tỉnh táo. Quá muộn rồi, chúng ta có việc gì ngày mai nói lại. Trò chơi bắt Tô Thần này, sớm một ngày muộn một ngày cũng không quan trọng. Dù sao cũng là bắt được. Giờ chỉ vậy thôi, đi ngủ đi. Tôi có thể bắt được Tô Thần mà không cần giúp đỡ. Ngày mai, tôi muốn trước khi hai người này thức dậy, kết thúc trò chơi này, tôi sẽ đưa Tô Thần đến trước mặt các anh. Thời gian quý giá, tôi là người xếp hạng cao nhất trong thần thám danh trong số chúng ta. Hy vọng mọi người có thể cho tôi một cơ hội. Hãy tin tôi, để tôi phụ trách vụ bắt giữ Tô Thần. Tối nay chúng ta sẽ bắt Tô Thần về. Không kể việc nói đến đâu. Ý cô là nói, cơ hội này không thể bỏ lỡ. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.